Ê, con gì đấy? Chuối, 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 chuối ta. Yêu trời ơi. Đấy, chuối ta đấy. Ui giời các bạn ơi. May giá vừa ấy. Chuối ta đây các bạn nhá. Nhìn nào. Nhìn nó phải như thế này. Kích mạnh vào, kích mạnh rồi. Yeah, chuối đấy. Ôi trời, chuối đấy. Đây đây. Kích mạnh vào để cho nó trong cống nó ra. Ui giời ơi, chuối đấy. Ui giời ơi, nhiều lắm. Anh ơi, trong cái cống ấy. Các bạn nhá. Kích đồng nước cạn. Ôi, nhìn nó vốp rồi. Xuống đồng dưới kia chưa? Ý giống phi bắt thì bắt hết. Giờ mùa dịch này ăn hết. Kệ, thì cho anh hết. Này lấy về cho cày bác cứu không? Ừ, đấy rồi. Cho ăn vừa lại đi ở chết. Đây các bạn nhá. Phi này cái mùa dịch này kiến hết các bạn. Vớt mùa cao này. Nó uống sâu kia chưa? Ý, nó phi kìa. Ê, các bạn thấy phi không? Nó ra, ra. Cho điện khỏe à? Ừ. Cho lửa không? Hả? Cho lửa không? Có. Đấy, nó số 10 này hết cỡ hả? Đây các bạn ơi. Phi này. Phi, phi thế, nhặt hết. Mấy em nữa lụt, lấy đâu ra? Ấy, con giếc cắm đầu. À, thỉa mấy mưa. Đấy, phì đấy. Úi giời. Cái này đánh thuyền được mà. Đấy, chạy mất con kia. Đây là anh để nước thấp, nước cao, nước thấp, dí bắt chết. Nhưng mà cá kia chìm hết. Cá kia nó không bắt được. Ê, yeah, phì, đấy. Phương tí ra mãi cái đầu cuối kia thì nào lại có con cuối ở trong hang ấy. Ê, Zota. Ê, Zota. To tướng. Ui, con phì to thế. Mày chết. Đấy. Mày với ai? Sơn. Ừ. Ai đang cứ móc ở trong cái cống. Nó có cái cống như này. Ui. Kích mạnh vào, kích mạnh rồi. Cứ nhề, chuối đấy. Ôi trời, chuối đấy. Đây đây. Kích mạnh vào để cho nó trong cống nó ra. Ui trời ơi, chuối đấy. Ui trời ơi, nhiều lắm. Anh ơi, trong cái cống ấy. Đây, nó ra đây. Anh tí anh lấy cái que anh thọc. Ừ. Cứ bố mõm vào trong. Cứ đẩy lại, đẩy mạnh thôi. Các bạn ơi, chuối đây. Chuối này nó ra. Mình thì nào ở đúng cái trong cống này, kiểu cạn nó cứ rút trong cống. Cống trên này cơ mà. Cống này. Cống này à? Giờ phải có cái que là chọc cơ. Chọc cái phát, ra cái chuối đây. Lao ra đầu này. Úi. Ê, vừa trong này nó kêu thúc thúc rồi. Đừng dí thế thì nó chết bên trong. Đây các bạn chuối đây. Này này cái sao. Nhìn lại Zota này. Đấy. Đấy cứ làm mạnh để cho nước nó phun ra. Chọc ngược, chọc đầu kia thì nó mới đẩy được đấy. Đấy. Đâu đầu đấy nó có đấy, đầu đấy thì nó mới nước nó đẩy mạnh. Đấy, kêu cũng gốc. Đấy ra một con này. Ra một em này các bạn. Hai em này. Ngắn quá nhỉ. Ba em này. Ngắn quá nhỉ. Phải có cái dài dài nữa. Buộc cái này vào đây. Đây các bạn nhá, buộc cái que vào xào bên trong chọc. Chọc nó ra dâm đằng xuống đây. Đây nhá. Hai em, ba em thôi ra rồi. Ba em thôi tôi ta thỏa ra các bạn đây. Đây này. Mình bốn em. Trong này nó còn nhiều. Bởi vì cái que nó không tới. Anh buộc bên ngoài nên đếch buộc buộc đấy. Đấy, tụt mẹ này. Đấy. Đánh kích chưa? Vẫn không sang tới.
cứ đẩy cho mấy phát nữa. Đấy, lại một em nữa thò ra. Em gì được. Thôi thế được. 4 em, 5 em. 5 em thò ra. Đây, 5 em tô ta. Đấy. Đống đượt. Đống đượt đấy. Ấy, 5 6 em ấy. Còn rô ta này các bạn ạ. Chính ở trong cái cống này nó dồn nhiều các bạn. 5 em. 5 em. Có một em nữa đây này. Sờ sờ ở đây vừa thấy quậy quậy đây. Chỗ này. Đấy. Đấy 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 đấy. Đây, 6 em. 6 em. Trong này nó vẫn còn nhưng phải có cái sao dài. Ấy, hoành phạt 6 em. Rô ta. Một em chuối. Như đây con rô ta lại sang bên này. Rồi quay lại. Trước cái đầu cống kia em cứ vợt em kéo ra toàn chê mấy chuối trong. Ở đây cái đoạn cống chỗ ông Quyết. Đấy các bạn, đồng mấy này không anh cân rô ta. Em này. Nghe đặt đều cái kia. Nhiều. Gì này? Đây các bạn ạ. Sao bởi cả chuối. À đó còn tí vào trong kia xem cá. Trong này. Ôi trời ơi, phi nhỉ, nhiều chưa? Rò rò rò. Đi sườn sườn thôi, đi ấy là bị ấy đấy. Cứ hớt lên vớt trên này em nhặt đấy. Giữa là sâu ấy. Giữa sụt. Ui ui các bạn thấy chưa? Ơi con rô ta thò thế. Ui. Rô khổng lồ các bạn ơi. Ý trời ơi. Nhìn này các bạn này. À. Đấy. À, em rô ta nữa. Thương nếu được bao nhiêu cá về mổ hết sạch. Chịu. Nếu thả. Có lại phi là anh đánh đúng 2 lần lên hết. Một lần đầu nó khỏe luôn. Đấy. Ôi trời ơi, trời ơi. Ôi giời, ôi giời. Ôi con mưa ngon quá là đúng, vất phí. Đây các bạn ơi, con mưa nhá. Ôi giời, con gì to thế. Quằn lên. Tí nữa quay lại. Đánh 2 lần lên hết mà. Ôi giời ơi. Bà chủ đã ra lấy cá này. Cá đéo gì. Mất à? Tạnh mưa. Ê, con gì đấy? Chuối ta. Yêu trời ơi. Đấy, chuối ta đấy. Ui giời các bạn ơi. May giá vừa ấy. Chuối ta đây các bạn nhá. Nhìn nào. Nhìn nó phải như thế này. Ê, con này mới to này. Con gì đấy? Yeah. Chà vá. Nhanh lên mai mang cái cổng làng bán. Ui giời, ui giời ơi. Tí lên vặn sâu tí nữa. Ừ. Tí lên đi hẳn lên bờ vặn. Mà thôi đánh lần thứ hai đừng vặn, vặn thứ hai chìm. Nó chìm hết nhỉ. Ừ, thôi. Ui giời. Ui. Này này. Hết cá à, trà rồi. Sau nó về nó lổ hết bụng. Con gì đấy? Ui em phì to quá các bạn ơi. Đấy em này cân. Năm nạ. Rồi. Cân đấy. Đấy. Đấy.
này 6 lạng 7. Em này nhặt làm gì? Ôi, nhặt hết đi. Bà về rồi sao? Bà về đâu? Ngủ. Vừa bụt cho con Nguyệt trận. Cá mà nhảy lên bờ. Dí tiếp. Quá trời. Đầy gan rồi đó. Đâu? Sắp đầy nói chế. Ấy. Cứ mặt mà hất. Ui dồi ôi, nhiều thế. Em mò ra đây từ bao giờ? Em đi kích con trước anh Phương ấy. Đây các bạn nhé. Toàn phi này mà lọc ra làm chả lá lốt thì thôi rồi. Đấy, một nắm cá các bạn. Ôi, thấy chưa? Đây là cái suối này. Đây còn đường Lota này. Đấy, đây còn cá mè Vinh. Đủ loại cá các bạn. Không có, ở đây không có chai nhỉ? Không có vèo không nhỉ? Người ta mò rồi, gần chục người mò rồi. Ê, làm giếc thế. Hôm mình với Đức đi núp mỗi thằng 9 cân về. Và đăng mạng bắt một nó tranh nhau nó mua hết sạch. Nó sượt bờ anh chọc nó ra rồi. Ồ. Anh cái này đi. Cái này cứ đi lại, cái này cứ đi lại là tôm nó dạt hết sườn bờ. Đấy, tôm càng đấy, tôm càng ngóc đầu đấy. Tôm càng điện này không nên nổi. Cứ đi 2-3 lần là tôm nó dạt hết sườn bờ. Đấy, lại cứ dạt thì bắt đầu dạt sườn bờ đấy. Ui giời ơi, hả lườn. Đồ nó rút đâu hết rồi nhỉ? Hay nó dồn hết ở cuối rồi? Dồn ở cuối. Ui, ui. Ui, mày chạy đâu? Nó chạy mất rồi. Vẫn nào vào dọ ha. Đấy. Ui giời ơi. Ui giời ơi, đấy, ấy còn đấy to ấy nhỉ. Đấy, con này chết. Nào vào bờ là chết. Rồi, lên. Dâu phi đuôi đỏ. Cái loại này lọc ra nằm ruốc ngon lắm này. Kìa. Thì tươi cứ luộc qua phát nó xé lấy thịt nằm ruốc. Ui giời, mệt bỏ chan đi. Có vụn vằn. Tiếc. Mất rồi. Ui giời phi. Nó chạy đây. À đây, con cá này chị. Mất rồi. À đấy, đấy. Lại cày đầu bờ đấy. Rút rồi. Mò chỗ đấy là có đấy. Thấy không? Đấy. Cá nhặt lên cứ đồm đốp này. Tiếc đấy. Cá phi này đa số ở sông nó ngược lên này. Đấy, toàn giếc ngon này các bạn ạ. Ôi, đồ đấy. Các bạn nhìn chưa, tầm này nó yếu. Đấy, đấy, con đấy to. Đấy, con rộn bẻ à. Về cho nấu hết. Con giật bẻ to quá mà các bạn. Ô, đủ to đấy, con đấy nhặt được. Cái dẻ con đấy toàn thịt chứ. Ui ui các bạn ơi. Các bạn đang nhìn thấy chưa? Con giật bẻ trà bá. Con này 2 cân các bạn ạ. Ơi, nhìn cái mồm nó đây. Mồm nó như con tiểu hưu ấy. Wow. Ấy trời. Ý, thật ơi, kinh.
Đấy còn vì to thế. Đấy, hở đuôi rồi. Úi, con này ba lạng. Ai chà, nhìn này. Ba lạng các bạn. Ôi, phi đâu phải như thế. Nó đầy cát nhỉ. Úi giời ơi, các bạn ơi, đầy cát rồi nhá. Đây, đầy cát cá rồi. Rồi. Cái cát này được 20 cân. Nha, xin chào, hẹn gặp lại các bạn nhé. Mình kết thúc cái video lại đây nhé. Và ai thích video này nhớ like và đăng ký cho mình nhé. Mình ra những cái video mới cho các bạn xem nhé. Xin chào.